Wow. Lúc trồng là mình chỉ trồng có một tép, hai tép thôi. Mà khi nhổ lên là nó mọc nụ như thế này nè, thấy mê không cả nhà ơi? Wow, coi nè. Củ của nó cũng là khá to rồi. Cũng chưa bự lắm. Nhưng mà mình thích ăn á, cái củ là nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi. Bự quá mình không thích lắm nha, bự quá ăn nó nồng. Cho nên là thích ăn cỡ này nè. Đó, mê không cả nhà ơi. Trồng một tép, hai tép thôi mà nó lên một bụi gì nè. Mê chưa, mê chưa. Quá chừng rễ luôn ha. Đây, một hồi mình rửa nữa là thôi nó trắng nõn nà luôn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi ra ngoài vườn để thanh toán hết cái đám củ kiệu này. Mình lấy cái khuôn lại để mình trồng cái khác. Nay là quá chừng nhiều kiệu nha. Nhổ mà mê ly luôn á. Mấy cái củ kiệu giống này á, là mình mua tại cái vườn Magnolia Garden Nursery cả nhà nha. Cái giống của nó là mình mua từ đó đó. Cả nhà xem cái củ của nó nè. Thấy ham ha. Mê ơi là mê luôn á. Hôm nay là mình cũng thu hoạch nhiều lắm á nha. Wow. Lâu lâu ở ngoài chợ mình thấy họ cũng có bán, mà mình chưa bao giờ mình mua ăn hết. Tại nhà có rồi. Đây cả nhà ơi, thấy thương không? Quá chừng củ luôn. Mấy cái củ kiệu này mình thấy dễ trồng lắm luôn á. Mình chỉ mua một lần, mình trồng cái mình ăn, cái sau đó là có giống mình trồng hoài à. Mua một lần một thôi. Nhổ mấy cái củ kiệu này xong mới mình qua mình à, bẻ cái bắp cải luôn. Cả nhà thấy cái bắp cải không? Có một bắp duy nhất thôi. Với lại có hai cái bông cải. Nó cũng nhỏ chứ không lớn, nhưng mà thôi mình sẽ thu hoạch luôn. Quá chừng cái bụi này nó to nè. Trước khi mình nhổ nguyên một bụi nó lên là mình phải bươi bươi nó lên trước, cho nó bớt cái trên cái mặt đất á. Chứ nếu không á, mình nắm mình gị là nó sẽ đứt hết luôn. Rễ của nó rất là nhiều. Cái dạng nó chùm chùm á, cho nên là nó cứng vậy lắm. Ui ui. Nè cả nhà xem cái rễ của nó nhiều dễ sợ nhiều luôn không? Cái rễ của nó mảnh thôi nhưng mà nó rất là nhiều, cho nên là nó bám chặt cái vô cái đất á. Nhổ là nhổ không nổi đâu. Không biết nó ra cái đường nào luôn cả nhà ơi. Khi mình trồng á chỉ có hai tép hoặc một tép thôi, mà cả nhà xem nè, khi mà mình nhổ lên lần vô một nồi luôn. Thường mấy củ kiệu này mình trồng á, mình thấy khoảng 8-9 tháng gì là thu hoạch được rồi. Ôi ơi, nó sâu tuốt dưới đây luôn. Nhổ không nổi cả nhà ơi. Ai dồi nó. Con gì nè. Nó bám vậy nè, làm sao mà nhổ nổi. Quá chừng luôn. Mấy củ kiệu này ăn ngon lắm cả nhà ơi. Ăn ghiền luôn á. Mấy củ kiệu này mình ngâm chua ngọt đó. Cái lâu lâu mình ăn mì tôm, mì tôm mà mì khô á, mì xào á, mình đem ra ăn chung rất là ngon nha, ăn ghiền luôn. Sẵn cái phía bên đây á, cho nên là mình thu hoạch cái bắp cải này luôn đi.
coi. Được một bắp duy nhất thôi. Cái bắp này cũng chắc lắm nha. Bắp này là đủ nấu cháo gà làm gỏi ăn rồi. Năm nay mình trồng hơi bị ít, trồng có 6 cây à, mấy cây kia nó đều đọt quá mình bỏ rồi, còn có một cây ra bắp duy nhất thôi. Trong vườn của mình bây giờ là đang chuẩn bị để mà mình trồng mấy cái rau cải bầu mướp bí xuống, có thể là vài tuần hoặc là vài tháng nữa mình mới có ra để mình thu hoạch tiếp tục. Cái mùa này là trong vườn mình hết đồ để thu hoạch rồi cả nhà ơi, bắt đầu mình phải trồng. Còn bên đây thì mình có hai cái bông cải tím, nó chưa có lớn lắm nhưng mà mình cũng sẽ thanh toán nó luôn. Tại một tua mình ra vườn mình thu hoạch hết để lấy chậu lại mình trồng cho những cái loại khác. Đây nè, đẹp không? Ồ, dưới cái ánh nắng của nó cái màu dễ thương không. Năm nay mình trồng mấy cái bông cải này thất bại cả nhà ơi, nó không có được to, cái này nó nhỏ chứ nó không to. Hai cái bông cải tí tẹo nhưng mà kệ, nó thu hoạch vô luôn. Mình trồng cái gì thì mình phải thu cái đó chứ. Cái khuôn hành tây đó của mình đó là nay nó tươi tốt chưa? Mình nghĩ chừng vài tuần nữa là cái củ nó sẽ đội lên trên mặt đất á, mình sẽ có, mình ra mình thu hoạch nha. Còn đây là nguyên một cái dải này là mình trồng mà ớt nè. Ớt này ớt màu tím đó nha. Mình mua tại cái chỗ Evergreen Nursery á. Đâu rồi cái mạt của nó đâu rồi ta? Đâu rồi cái mạt của nó? Đây. 6 đồng cho 6 cây trong một cái chậu vậy đó. Đó, cái loại này nó màu tím mà không biết mình quay vô có thấy màu tím không. Hy vọng là nó trồng sẽ tươi tốt để nó ra trái mình thu hoạch nha. Mới có một khuôn thôi mà mình được bao nhiêu đây nè. Cái này mình nghĩ mà cắt lá cắt rễ ra chắc được 1 ký hơn á. Nhiều chưa? Cái khuôn này mình thấy cái bụi nó không có được phun cho lắm ha. Mình trồng ở trong chậu cái khuôn kia đó, mình thấy cái bụi nó rùm lên, nó to hơn. Thì để coi cái củ của nó, coi cái củ nó bự không. Ây da. Cái củ của nó cũng nhỏ thôi, không có lớn lắm. Cái khuôn này mình thấy cái củ nó còn nhỏ, nó chưa lớn lắm. Cho nên là thôi chắc mình để cái khuôn này chừng vài tháng nữa đi, cho nó củ nó to hơn. Đây nè, cái củ của nó mình thấy nó cũng nhỏ thôi, chứ nó chưa có lớn. Cái này là để mình gầy lại, mình trồng lại cho những chỗ khác. Mình sẽ qua cái khuôn bên kia. Cái khuôn bên kia thì mình thấy nó, cái bụi của nó to hơn. Mình tính thu hoạch cho nó xong nó hết luôn, nhưng mà thấy nó nhỏ quá thôi mình chừa lại đi. Để mình thử coi mấy cái bụi bên đây nha. Nó cũng còn nhỏ cái nhà ơi, nó chưa có to. Trong cái chậu vậy á, mà mình thấy nó mau lớn hơn ha. Ở đây mình ít chăm nó đó, cho nên là thấy cái củ của nó cũng hơi đều đọt nè, nó không có được bự. Nó còn nhỏ. Rồi, cái khuôn này mình cũng để dành lại luôn chừng vài tháng nữa. Chắc có thể là vô tháng 6, tháng 7 gì đó thì mình ra mình thu hoạch thì cái củ của nó sẽ bự. Cứ ra vườn là có cái để mình thu hoạch nha. Không nhổ, không bẻ thì cũng có cái để hái à. Nhưng mà hết rồi, trong vườn của mình bây giờ hết rồi cả nhà ơi. Chờ chừng vài tháng nữa mới có để mình thu hoạch tiếp nha. Bây giờ mình sẽ xuống phía đằng sau để mình nhổ luôn cái bụi củ chuối. Cái loại củ chuối đó là mình luộc lên ăn rất là ngon nha. Năm nay là cái năm đầu tiên mà mình thu hoạch và mình nhổ cái loại củ chuối này nè. Đó, trồng chỉ có một bụi thôi. Mà cả nhà coi nè, nay nó lên cái củ quá chừng luôn chưa. Cái này thì mình không có mua cho nên là mình không có biết là ở đâu bán nha.
Nhưng mà tại vì trong cái chỗ làm của mình á, có một cái chị đó, cái cô chứ, củ trồng, củ luộc đem vô trong chỗ làm ăn á, mình thấy ngon cái mình xin cái củ giống, xin củ giống về cái củ cho. Mình lấy mấy củ già mình luộc, còn mấy cái củ non á thì mình trồng lại. Ăn nó ngon lắm. Nhưng mà nhà mình ít đất á, cho nên là mình chắc mình sẽ không có trồng lại đâu. Tại trồng của nó là phải lên bụi, lên cây, nó tùm. Quá chừng cũ luôn. Lúc mình trồng mấy cây nhỏ xíu à. Dễ sợ cũ. Ui da. Bao nhiêu đây là mình luộc cũng được một nồi đó nha. Mấy củ mà già già đó thì ăn nó có bột á, thì ăn nó sẽ ngon hơn. Còn mấy củ nhỏ nhỏ chắc mình bỏ ra quá. Đây nè, mấy củ này nè, đó, nó chưa có bột, ăn nó sẽ không có ngon. Mấy củ mà lớn lớn nó có bột á, ăn nó bùi bùi ngon lắm cả nhà ơi. Đây nè, mấy củ này nè, luộc lên, cắt cái vỏ bên ngoài ăn. Nó ngọt ngọt ngót ngót ha, với lại là nó có bột, ăn bùi bùi. Rồi để nó đây, mình dẹp mấy cái này. Mình sẽ đi Evergreen Nursery để mua cây kiểng, cho nên là cả nhà cùng theo đi ra ngoài đó coi có cái gì, có cây cây giống gì thêm ở ngoài đó hay không nha. Tới rồi cả nhà ơi, chỗ này nha, Evergreen Nursery, nó nằm trên cái đường Garden Road. Bây giờ vô trong đây kiểu mua cây kiểng mà mình muốn nha, mình về mình trồng. Chỗ này có bán bông hoa nhiều lắm luôn á. Bây giờ mình lặng lặng đây trước cái có gì quay cả nhà xem nha. Wow, cây nè, vô cái mùa này là họ trưng bày mấy cái rau cải quá chừng luôn. Đa phần mình ươm nhiều lắm rồi, nhưng mà ra ngoài đây thấy là cũng mê à. Cà tím nè, người ta ươm lên cây bự ghê không. Còn mình giờ ở nhà mới nhú lên nó chút xíu à, không biết có nên mua không ta. Cái ớt, ớt chuông mà loại màu tím là mình mua ở đây nha. Không biết có rau gì không, có cái rau gì đặc biệt không mình mua. Có bắp nữa nè, ớt các loại, có dưa hấu nữa cả nhà ơi. Đây nè, 6 đồng cho một cây, một cây là có 6 cây, có khi cả chục cây luôn. Hên xui. Đó coi nè, cả nhà thấy không, nhiều lắm luôn. Cái này dưa hấu loại sugar baby. Dưa hấu năm nay mình ươm cũng nhiều lắm. Đây ớt, ớt Thái. Cái rau này rau gì lạ ha, không có rau chân vịt. Tính kiếm một cái rau chân vịt nhưng mà không thấy. Cái này chắc dưa leo nè. Cái lá này là lá dưa leo nè. Ồ coi nè, đó, cái loại dưa leo Nhật trái dài nè. 6 chậu nhỏ nhưng mà mỗi một chậu là tới 3 cây, 2 cây cả nhà nha. Coi nè, nhiều lắm luôn á, vậy là rẻ lắm luôn. Mình không cần ươm ra đây mua cũng được. Đặc biệt là năm nay mình thấy ở ngoài đây có bán khổ qua nha. Người đại hàng họ có bán cây giống khổ qua nữa nè. Cả nhà có ai trồng khổ qua thì ra đây mua nha. Chậu nhỏ thì 2 cây. Có nguyên một tray của nó là 6 cây, 6 chậu. Đây, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây luôn. Wow. Cái loại trái dài. Mấy cái khổ qua đó thì ở nhà mình ươm nhiều lắm luôn, cho nên là không có mua. Nói chung là hôm nay mình chỉ ra mình mua cái chậu
chậu kiển. Cả nhà mà ai muốn mua những cái chậu kiển để mà trưng bày trong cái văn phòng hoặc là ở nhà, office hoặc là ở nhà của mình á, thì ở đây bán nhiều lắm luôn á. Thôi sẵn quay cả nhà xem nha. Giống như cái chậu này là 85 đồng. Đó, cái cây này nè. Đẹp không? Đó, 85 đồng. Có những ngoài đây có bán chậu sành luôn. Đó, có mấy cây mà vô cái chậu sành luôn nè. Không biết cái này có để giá để quay thử nha. À, cái này là 160 đồng nè cả nhà nha. Đó, trong cái chậu vậy nè, cao nè. Đẹp ghê không? Đó, 160. Có hai cây giống nhau nè. Đó, 160, 160, 320 là có một cặp này rất là đẹp luôn á. Ai mà có nhà lớn mà có cái sảnh rộng lớn á, để cặp nó vô là khỏi chê. À, hôm nay mình ra mình lấy cái chậu này nè. Đây, cái chậu này 25 đồng. 25 đồng chậu nè. Mình có mua cái chậu mà loại nó dài vậy nè. Bây giờ mình mua cái loại này về, cái mình tước, mình tách nó ra, mình xếp cho nó thành một cái chậu dài. Để coi cái cây nào nó có cái nhánh và cái lá nó đều, nó đẹp á. Nào ta, cái này ha. Cái này 25 đồng cả nhà nha. Này đi. Mình thấy cái này ok hơn nè. Nó 25 đồng một chậu. Nhiều lắm luôn á, nhiều loại cây kiển á. Mấy cái cây này lá là lạ ha. Ở nhà mình nó chịu trưng bày mấy cái loại cây này lắm, cây lá thôi chứ không có bông. Lâu lâu ra thích rỉa mấy cái này nè. Này lá đẹp nè, lá là lạ nè. Bên trong mấy cây xanh ở trong nhà cũng tốt lắm nha. Mấy cái lá này đó, theo mình được biết là vô cái buổi tối á, ban đêm á, là nó nhả cái oxy ra cho mình á. Cho nên là trồng mấy cây xanh, cây kiển ở trong nhà cũng tốt. Vừa đẹp mà nó cũng tốt nữa. Cái này lá cũng đẹp chưa? Này không ta mua cái này nữa không? Bảy đồng. Cái loại đó 7 đồng, có giá hết trơn đó. Đây 6 đồng nè. Này 6 đồng luôn. Cây này cũng lạ nè cả nhà ơi. Mua cái chậu này không thì mình thấy nó không có đủ. Tại vì cái chậu mà mình muốn trồng á là cái loại nó dài thế này nè. Cho nên là mình sợ bao nhiêu đây cây á là phân rải ra nó sẽ không có đều. Cho nên là mua thêm cái chậu nhỏ nữa. Nó có cái cây nhỏ cây lớn á, mình xen kẽ vô thì mình trồng nó sẽ đẹp hơn. Chậu này là 10 đồng. 25 với 10 là 35 đồng cả nhà ơi. Đó, chưa chừng là tốn tiền 35 đồng rồi. Mua cái chậu này á, nó có cho thêm mình mấy cái sơ dừa này. Nhưng mà tại này mình đổ nước vô á cho nên nó mới bung ra như vậy. Chứ lúc mà họ gửi về cho mình á là nó có từng khoanh. Rất là gọn. Giờ mình trồng mình đem vô trong nhà. Mình trang trí. Trong nhà là góc nào cũng có cây xanh hết á. Để làm xong quay cho cả nhà xem nha. Coi một cái khoanh của nó đó. Một cái khoanh của nó mà mình ngâm nước nó bung ra nhiều ơi là nhiều. Mấy cái này là sơ dừa nè. Này mình trộn vô mình trồng rau hoặc là mình ươm hạt giống là nó thích lắm luôn á. Cái loại này là nó bằng củ cả nhà nha. Coi nè. Đó, nó có từng củ như này. Mình cứ tách nhẹ nhàng nó ra thôi. Rồi mình sẽ xếp lại. Xếp cho nó ngay hàng thẳng lối, mình xen kẽ vô đó, cây nhỏ, cây lớn. Cây cao, cây thấp. Mấy cái này nó dễ trồng lắm. Mình không có cần chăm sóc nó nhiều. Wow. Nó ít đất lắm luôn. Tại cái rễ của nó bung ra, nó chiếm hết đất nó luôn rồi. Chậu này rất là tiện nha, nó có cái ruột ở bên trong á, cho nên là mỗi lần mà mình có dọn dẹp hay là mình thay đất này kia nó cũng gọn. Đây mình đã làm được nguyên một cái chậu dài như thế này nè. Bây giờ mình sẽ sắp đá bên trên cái phần đất của nó đó, nhìn cho nó sạch với là nó đẹp hơn.
đá này là mình mua ở trên Amazon. Khi mà mấy cái cây trồng ở trong nhà đó, mình sắp mấy cái đá này lên trên đó thì nhìn nó sẽ sạch sẽ, với lại nó cũng đẹp mắt nữa. Cái này hình như là mình mua mười mấy đồng đó, mà họ cân pound nha, họ cân ký họ bán, cho nên nếu mà mình mua nhiều thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Mấy đồng cho một pound á, mình quên rồi, nhưng mà mình mua là trên Amazon. Nó vừa đủ cho cái chậu này luôn á, khỏi cần phải lấy chiết bớt những cái chậu kia ra. Mấy cái đá này là nó bóng á, nó đẹp. Có nhiều loại lắm, có những loại đá mà nó có màu nữa thì nó mắc hơn. Mình mua cái loại này thôi. Nguyên cái chậu dài này hồi nãy mà nếu mình không có mua thêm cái chậu nhỏ đó là nó sẽ không đủ. Tại cái bề dài nó hơi nhiều á, cho nên là nhờ hồi nãy mình mua thêm cái chậu nhỏ nè, 10 đồng á, để mà mình xen kẽ vô thêm, chứ nếu không là nhìn nó sẽ bị trống. Nó đẹp chưa cả nhà ơi, nhìn thấy thích không? Ở trong nhà mà có cây xanh á, nhìn nó rất là thoải mái, rất là đẹp nha. Nhìn nó mát con mắt. Chỗ nào cũng cây xanh á. Đây, cây lưỡi hổ. Rồi bên đây hình như cây này cây kim tiền thì phải. Không có nhớ tên chính xác. Đó. Phía bên đây. Bên đây cũng một chậu. Đó, chậu cũng lưỡi hổ luôn. Chỗ nào cũng có cây xanh hết cả nhà ơi. Trong phòng ngủ, nhà tắm, rồi nhà bếp. Đây, bàn ăn, chậu bông lan, bông lan đó, bông lan thiệt nha. Vài tuần nữa chắc cũng phải bỏ rồi. Đó, đây cũng chậu bông xanh nè. Cây xanh chứ không phải bông xanh. Cũng mình cũng mua chỗ Evergreen Nursery. Đây, ở trên đó nữa. Nó góc nào cũng có cây xanh hết. Chỗ rửa chén cũng có cây xanh luôn. Cây xanh ở khắp nơi, chỗ nào cũng có cây xanh hết. Đây đó nè. Cái chậu này cái lá của nó không được đẹp cho lắm ha. Cho nên thôi mà kệ, nó không sao. Mình để góc đó. Rồi, ở trong nhà, trong mấy phòng ngủ, nhà tắm cũng đều có cây xanh đó, chậu nhỏ vậy nè, cứ mỗi góc mình để một chậu vậy đó. Nhìn là nó vừa đẹp mà nó lại có cây xanh ở trong nhà, không khí nó sẽ tốt hơn. Nghe nói vậy biết phải không? Mà hình như vậy cả nhà, cái lá của nó ban đêm nó sẽ nhả ra cái oxy á, nó sẽ tốt hơn cho mình. Bây giờ là không có chơi đồ giả nữa. Cái chậu này chậu bông lan giả nè, lâu lắm luôn rồi, bụi bặm. Mình sẽ kiếm cái góc nào đó mình để, hoặc là để trong nhà kho. Thôi mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể tiếp tục theo dõi những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye. Quay một vòng cho cả nhà xem, ở nhà có mấy cây xanh nè. Trưng bày khắp nơi, chỗ nào cũng cây xanh hết. Bye bye.